cứ dựa già vậy đó, nhờ dựa mình làm quá to vậy đó. Ba điều về xác mà ít người biết. Ba điều mà more moments later. Tại vì những cái gì mình ba điều là những điều gì mình không nói là không ai biết. Sợ anh biết, sợ anh không biết. Ba điều mà người khác hiểu nhầm về xác. Gần như nói mình là cứ dựa già vậy đó, nhờ dựa mình làm quá to vậy đó. Ba điều mà xác tự hào nhất về bản thân. Hiện tại cho đến bây giờ là cũng chưa thấy tại tự hào cái nào đó. Bụi á? Thường thường rồi, tổn tổn thôi. Ba công dụng của máy lọc không khí Meliwa. Công dụng của máy lọc không khí Meliwa là bao gồm là hút lông thú này, ví như thú nuôi trong nhà, ví như chó, mèo, rồi hút bụi bẩn, bụi mịn, và thứ ba nữa là chạy rất là êm. Màu sắc yêu thích của xác. Màu mình thích nhất màu trắng nè, màu đỏ và màu xanh lá cây. Màu xanh blue. Xanh da trời, da trời. Cách giảm stress của xác. Mình thường là đủ bạn bè đi chơi, đi nhậu. Ba yếu tố của startup khiến xác không đầu tư. Ba yếu tố là mình không đầu tư là thứ nhất là nói không đúng với số liệu, hoặc là không nhớ số liệu, hoặc trả lời ấp úng về bất cứ một vấn đề là liên quan tới vấn đề về tài chính, về sản phẩm, về marketing. Xác khi ghi hình xong thì xác làm gì? Xong hôm nay ghi hình xong tầm khoảng 8-9 giờ thì mình phải về mình làm vài vang. Ba dòng máy của Meliwa. Tên ba sản phẩm của Meliwa hiện nay bao gồm là máy lọc không khí Meliwa M20, Meliwa M50 và Meliwa M60. Xác hãy giải thích về lĩnh vực của xác. Bin Corporation Group hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà chủ yếu tập trung dựa trên thương mại điện tử là chủ lực, trong đó bao gồm cả du lịch, tư vấn doanh nghiệp fintech lẫn phần mềm và outsourcing. Vậy thế mạnh của xác là e-commerce đúng không xác? Ừ, đúng rồi, thế mạnh của anh là e-commerce. Nếu không làm công việc hiện tại thì xác sẽ làm gì? Không làm công việc hiện tại thì làm gì à? Đi chơi. Đi chơi chứ làm gì đâu. Không, thực chất là từ trước giờ là đối với mình là kinh doanh là niềm đam mê cũng như là cái phấn đấu cả đời của mình. Còn hết là cho vui thôi. Hết cho vui để lâu để giảm stress thôi. Chứ với lại ngồi đi xe nghe nhạc mình hát vui. Cho vui thôi, 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 cho vui thôi. Cho vui thôi. Địa danh của xác nếu debut làm ca sĩ. Hùng Anh 2. Tại vì số 2 chính là mà mỗi lần anh hát anh phải uống được 2 lon anh mới hát được. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, có người nhìn buồn lời, gồm nhớ thương xuôi tình của liễu, ấm thêm lòng yên nhiều. Đâu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương, sao lạ thương, nhớ ai xuôi thuyền bến ngự đèn trắng soi đêm trường, và nhớ tiếng hò ngói vẫn lâu, chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu, xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về. Một câu thả thính của xác với startup để startup chọn mình. Thả thính à? Em về đi với đậu anh, đậu anh nó hiền dễ thương đó, biết nhạc lắm. Em đi nào, hôm nay trời rất đẹp, chính ra em cũng hơi buồn lúc anh. Mùa đông gọi vốn kéo dài đang cản trở hoạt động của giới khởi nghiệp. Các cá mập xuất hiện để tiếp thêm nguồn lực và cùng các startup
tìm giải pháp vượt qua những khó khăn trước mắt. Hãy cùng Phá Băng tìm cửa sáng.